khi mỗi lần tập nó mình phải hiểu cái bản chất của cái bạn nhớ cái môn này là cái môn khí công đó, nó không khác với cái môn các cái môn như là yoga hay môn chỗ chỗ này là môn này nó dạng tu hành rồi nó lại tu. Nhiều người hỏi cái môn khí công là cái gì, nếu ai muốn tu mới vô này được, nó có chữ tu nhưng mà nói nhiều người họ không có hiểu, họ mình cứ nói thì như thể dục thôi, nhưng thật cái môn này tu tức là cái thân mình khi mình tu tức là mình bỏ hết những cái tật xấu hết bệnh vậy thôi. Nhưng mà bỏ cách nào phải có cái tập luyện nó mới bỏ chứ, em ngồi biết tao bỏ đâu có được, không bỏ được đâu. Thì nó tập thì cái trong cái ngành khí công mình á, cái sát thân á, thì phải dùng tiên đạo mới trị được, còn Phật đạo luyện trị cái hồn thôi, còn cái thân Phật, bởi vì Phật Thích Ca bị đau tử chết, tới đời Đạt Ma mới hết, Đạt Ma chế ra Dịch Cân Kinh. Thành ra người nào thích Phật đạo là thường thích Dịch Cân Kinh, Tẩy Thiết Kinh, La Hán Khí Công, tất bài của Phật đạo đưa ra, của ông Phật đưa ra, tức là Phật Đạt Ma đưa ra, thì người nào thích cái đó là tu theo Phật đạo, người nào thích mấy bài Thái Cực Quyền là tu theo tiên đạo, tự nhiên nó thích thích trong. Thì khi mình vô cái môn nào mà tự nhiên mình thích cái môn mình, nó có cái giữ vô hình bên trong, nó không phải là như gặp cái thể xác bên ngoài, khác chỗ đó nha, em thấy nó khác chỗ đó. Nhiều người cứ tại cái môn này tập tao cần cái đẹp, tao cần khỏe, khỏe nó cần đẹp, tức là em muốn khỏe cái người không có bệnh thôi, xong không, mục đích cuối cùng của tao là muốn không có bệnh, còn cái đẹp nó sẽ tới sau, tại vì em khỏe là đẹp, con nít nó khỏe nó đẹp kìa, mới sanh nó đẹp đẽ vô cùng thì nó khỏe, nhưng mà cái khỏe đó là khỏe thể xác, nhưng mà cái thể xác con nít khi nó lớn lên nó nhét hàng trăm cái tư tưởng của xã hội thành cái xác hư hết, thúi hết rồi, bây giờ sao bóc nó ra trở thành con nít. Thành ra cái từ mà trong đạo giáo hay gọi là lão tử, lão là ông già, tử là con nít đó. Ông già mà tâm cái bên trong cái tâm hồn, cái suy nghĩ, những hành động như con nít là ông đã thọ, vậy đó nguyên tắc thứ nhất của đạo giáo, ta gọi đạo giáo là lão của ông già mà theo con nít. Cái rất cái câu thành cái tử, tại sao ông đặt chữ lão tử, nhiều người tưởng lão tử là ông đặt ra, cũng như Phật tại sao đặt chữ Phật, nó có cái lý do chứ không thao đặt tên là ông Trương Phong hay gì đấy, tại sao đọc chữ lão tử, nó nắm cái chân lý nằm trong đó luôn. Tại sao ông Phật gọi là Phật Thích Ca, ông Phật Như Lai, trong cái chữ Như Lai nó có là không đứng bên này, không dính mắt đó. Như Lai là không dính mắt, Như Lai là không có tái sinh. Còn đạo tử là ông già càng lớn bao nhiêu phải trở thành tánh tình như con nít thì người đó sống lâu, nó nguyên có hai nguyên lý đó thôi. Còn mình bây giờ một em đang ngồi với thầy, có thể em nghĩ hàng chục cái công việc em đang xảy ra thì em bị vướng bận, mà vướng bận thì cái đầu nó tùm lum vậy đó, không bao giờ có sức khỏe. Con nít mình thấy nó ngó nó đâu có gì, nó đâu có vướng mắc, nó không có bạn bè, không có ai, chỉ có cha nó, thì mới đầu nó thấy ai cũng nhìn 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 nó tìm hiểu hết. Thì con mắt con người nào mà khi mà ra đời mà thấy ngó ngó người đó sống lâu, cái mặt nó nhìn thấy liền hiền hậu lắm, ngó, nhưng không phải đâu, cái tâm nó trong sạch nó vậy á. Còn con người mình dụ dụ em ngồi đây mà cứ tính toán làm ăn, cái thầy đang nói chuyện thấy em ngồi mày học mày không nhìn tao nhìn gì thấy rõ liền. Bây giờ làm sao luyện được cái bên trong em, mà bây giờ em phân ra, giờ muốn luyện cho cái tâm trong sạch tức là cái mình nhẹ cái đầu, em phân ra hiện nay những cái mối quan hệ nào làm em suy nghĩ nhiều nhất, dù là cái thằng đó làm ăn với tao nè, con nhỏ này ngó bạn tao nè, cái này là má tao nè, con tao nè, rồi công ty tao, cái gì của tao, em bắt đầu cái nào nó làm cho em lo nghĩ nhất, chặt nó đi liền. Nếu mà em cắt được cái đó nhẹ người liền, mà đa số khó cắt khi mấy năm sau, tại vì nếu em cắt sai một cái thì nó trái luật tạo hóa, giống như lấy chồng nhiều tao bỏ chồng không có được, không khổ cái gì. Nhưng nó nếu thật nó là cái mắc nợ đó, chứ không phải là ngon. Dù thằng ấy bây giờ em có tiền là mắc nợ tiền, em nợ tình, tức là vướng ông chồng là nợ tình, chứ không phải là ngon đâu, trong Phật giáo gọi là nghiệp đấy. Còn tháo cái ông sanh ra ông không có mẹ gì hết, tức là vừa ra là trời nó chặt hết rồi, không cho vướng cái đó. Không vướng tức là sao, giống như là em không thích biên gặp biên thích đâu đó, cái thứ như nó không quan tâm tới. Có cái người mà nó không có cái trong người có cái gen là không thích lấy vợ, có nhiều đứa cỡ con gái xấu ở chỗ không biết chồng là gì luôn, tỉnh bơ để có nhiều đứa đấy, đàn ông như đàn gái là gì là cái gì luôn đó, nó tự nhiên trời nó xanh.
thì vợ chồng em giờ tại sao em ông con tối ngày nít hai thùng bia đấy em dưng dưng với nó chứ, thì em không bị vướng bận trong cái bia. Rồi bây giờ em không vướng bận vô cái ăn uống, em mà không uống nhào nhào tấp tấp vô thì tự nhiên em nhẹ một cái, nó nhẹ cái đầu nhẹ. Thành ra muốn khi mình hiểu vậy mình sẽ biết mình là cái cấp nào trong xã hội. Nếu mà mình cắt liền có thể là mình sẽ sai đạo. Sai đạo thì em là con chó, là mày biến con chó thành con gì, cứ để thành con chó thôi. Em chấp nhận nó và em chuyển thành con chó khôn hơn, chuyển chó tinh. Giống như gần đây nè, không muốn ăn thịt nữa, em muốn chuyển sang ăn chay đi. Thì phải làm. Nhưng mà thỉnh thoảng em vẫn còn. Đương nhiên phải còn. Bởi vì người ta nói trong trong thái cực thấy không, cái vòng tròn trước qua cái vòng bự, trước qua cái vòng lõm, nó qua cái chấm, mà cái chấm nó lớn, nhiều người tưởng cái chấm nhỏ, nó lớn hơn cái vòng tròn, tại cái chấm nó vẽ hàng trăm cái vòng tròn. Thì em muốn chuyển từ A qua B phải có thời gian trung chuyển, không qua được liền đâu, em qua là em sai luật thiên nhiên. Từ nóng qua lạnh, cái nóng lạnh liền nó nổ liền, nó phải nóng 30 độ, 31, 32, 33, 31, 70 hỏa khỉ không bao giờ có trên đời. Em thấy không, muốn liệt độ lên 70 độ, chứ 30 lên 70 hả, không có được. Nhau em đang ăn cháy, đang ăn thịt, chuyển qua thịt, nửa thịt từ 90% thịt, 80% thịt, cái hồi nó không biết luôn à, thằng đó khôn, chuyển vậy mới đúng. Ví dụ trước em bạn một tháng em ăn mặn 30 ngày, bây giờ 29 đi, tháng giữ được chưa, 28 bình thường chưa giữ 10 liền, mày ngon. Người ta nói thằng nó vô. Em bây giờ em tưởng tượng lên dốc, em phải từ dưới lên dốc. Em giờ tao muốn lên lầu 9, tự nhiên tao lên lầu 9 hả, phải lên lầu 2, lầu 3 nhé. Nhiều người cái tư duy rất là nông cạn. Bây giờ em muốn lên lầu thang, thấy qua lầu 1, 2, lầu 3, tao muốn lên lầu 10 liền khỉ. Em muốn ăn chay tuyệt đối 100%, một ngày chay được chưa, mà tuyệt đối chưa, mà nó tự nhiên chưa, tức mày không biết luôn á. Rồi hãy tính, chỉ cần một ngày thôi mày thành công được, 10 ngày cũng được, chỉ cần một ngày thôi mày làm được là làm được hết. Nhiều người nghe vô Phật học biểu ăn chay 10 ngày làm liền, không đâu, mày thử một ngày thôi, không nói là khó. Chị tốt. Lớn lên em lấy chồng rồi thì mới ăn mặn. Ừ. Xong bây giờ em muốn hoàn lại ăn chay. Nhưng mà phải có ông chồng ông đồng ý nữa, khó lắm. Thì em phải làm sao ông hiểu vấn đề của em thôi, ông hiểu mày con nhỏ này tao nhiêu nữa hôm nay rồi. Tự nhiên có cái gì nó đổi chết. Mình phải nói là tại vì người ta nói trong cái vấn đề tu chỉ có mình tu, người cạnh bên họ không biết đâu. Mà một cái chức năng người tu, tại vì em đã vướng bận ông chồng, em phải làm sao ổng hiểu, giống như Phật đó, bỏ mẹ gia đình đi mới nổi thôi, không thôi gia đình nó lôi vô. Hay nói mình khi mình tu là giống như là cái thần của em nó tách khỏi cái thần bình thường rồi, ông chồng ông sẽ thấy tắc mắc. Nếu mà ông chồng ông có cái tâm tu thì ông bình thường, ông cũng cố theo em, còn ổng lại đi ngược lại, căng lắm. Căng lắm, ta lúc gọi là trong gia đình hơi sụt sịt. Thành ra trong cái vấn đề tu thường thường, tại vì em với ổng là hai cái vật khác nhau. Ví dụ trong cái kiếp trước em 70% tu, ổng 40% tu lại thua, chắc chắn có ngày em phải tách ra anh trong liền, chắc chắn thôi. Dù vẫn là còn giấy hôn thú nhưng mà luôn không có sống chung nữa, nó sẽ tưởng là vậy, chắc chắn luôn. Thế nên mình phải nghiên cứu cái quả, cái mức tu của mình với cái người sống chung nó ngang nhau không? Không có, em phải tìm cách. Bởi vì cái người ta nó gọi là tề gia trị quốc, em muốn tu được em lo gia đình ổn định cái đã. Mà còn nếu em lo cho em không thì không thể tu luôn, ích kỷ mẹ thôi. Thì nó khéo khó lắm. Khó tại là sao? Không phải là khó, tại cái mức em tới đó thì không vượt lên, tức là cái định lực em tới đó không thích vượt qua là em xuống địa ngục luôn, phá tan hết. Trong cái tu hành nó ghê lắm, tức mức nào mà em muốn vượt lên mà em không biết em là ai là em cũng được. Mấy ông tu Phật ông nhớ, tao giờ tao chỉ tới nhị thiền, tao không lên tam thiền là đứng nó không nhà mà luyện lên mà chết. Cái gì giống em trình độ chưa tới đó mày đòi, ví dụ muốn luyện đó là tu như tâm tạng 81 kiếp mới thành, mà mấy em mới có 3 kiếp mình đó. Ba cái nạn khổ nó tác động những mày đòi thành tâm tạng con khỉ ấy. Mình không hiểu. Thành ra khi em thấy cái gì nó vướng là tới đó không được tiến nữa. Em muốn cũng không được, tại vì
anh nhớ em nhìn trên xuống, mày mới học lớp 3 mà đòi lên lớp 9. Nếu mà em nhìn trên xuống đứa vào trên cao nhìn xuống mẹ lớp 3, mình không biết mình đang lớp 3, mình cứ nhìn lớp 4 không, mà em muốn em ở lớp 3 em học 36 tháng, tức là lớp 1 12 tháng, lớp 2 12 tháng, lớp 3 12 tháng mới có, mà em làm được 36 tháng đấy chưa. Trong 36 á, trong tu hành nó nhiều lắm, giới răng mày bao nhiêu, năm cái giới của mày làm hết chưa, mà ăn chay đúng chưa, rồi mày có những cái ước nguyện mà mày nó nhập vô tâm mày chưa, không có đừng có hòng lên bước cao. Ví dụ bây giờ em nói ăn chay chưa xong bị đặt Phật một Phật hai, nó chửi mình ăn chay mà chưa xong cái chuyện đơn giản, ăn chay mình sao ăn chay, mà ăn chay bằng cái tâm kìa, chứ phải đúng ngày canh hai tuần ngày nên chịu vào cửa dọc đủ rồi, không có mẹ thằng nó trả giữ mẹ, nó chay tự nhiên đó, nó tự nhiên nó không biết ăn luôn. Bởi vì cái những ông sư hỏi ăn chay là hỏi vô ích, hỏi hỏi ổng hỏi thì cái ông cả đời ăn chay hỏi ông có ăn không thì thưa, còn mình phải ráng mới khổ vậy chứ. Bây giờ đủ em ăn chay được không, cái lão là một cái khó rồi. Được cái năm cái điều giới bây giờ không sát sanh cũng khó rồi. Không sát sanh là không giết thú vật, mà không giết cái cây cối, nhưng phải là ăn chay là không có giết, mà không giết tức là nhịn ăn luôn á. Thành ra có nhiều ông siêu 70 ngày không ăn, cái đó mà là giữ giới răng số 1. Giới răng đầu tiên là không có giết, không giết không ăn mẹ, ta lấy khí trời đất ta thấm luôn. Trong thế gian mình cái cây là nó đứt nhiều nhất. Trong Phật là nói của nó là cái cảnh là ngạ quỷ, nhưng mà về tâm tính em bị cái cây, tức là em không có sát sanh, em lấy khí từ dưới đất vô biến thành cái cây mà em có ăn mẹ, nó ngược lại. Có nhiều người không có hiểu Phật nó nói vậy mà nó đảo lại, nó có ý khác. Cái cây tuy nó là ngạ quỷ, nó không có cái hiểu biết, nó không có kiến thức, nhưng mà nếu mình như cái cây là em đức cao nhất, tại em không ăn gì hết, em ăn cái nắng, ăn cái hơi địa khí với thiên khí thôi. Trong tiên đạo người đó là thành tiên, địa tiên. Tại vì tao không có ăn, tao không xài cái hệ thống tiêu hóa, mình thấy cái cây nào có cái hệ thống tiêu hóa, nó còn cái thân là cái thân mình thôi, sống thân sống không có ruột, không có ruột ở trong. Thì trong Phật đạo nó gọi là cõi trời, có trời mà dục giới, tức là bỏ mẹ cái bên ngoài, tức là cái ăn giống như mấy cái lỗ mắt bích hết, tại vì em trong bụng mẹ mới bích hết, mà trong bụng mẹ trước khi sanh bích hết, dù đứa ra nó mở không được tao còn bích luôn đít á, là thằng đó cái chút tu trước nó còn á, nó không cho mở luôn đít luôn, chứ không phải là ác đâu nha. Thì mở cái đó là trở thành sắc phàm, phải ăn cái gì á, nó không cho thở, không cho lòng vẫn sống là cái dữ rồi. Biết trong bụng mẹ con nít nó có ăn đâu, khi con mẹ mới sanh cái miệng nó dính cái gì không. Nếu em rọi to cái nó không có cái miệng, nó làm những cái da liền, lúc đầu tiên nó có cái chấm nó đứng chẹt ra, khi sanh ra cái miệng nó to lên một cái dưới này nè, tức là năm cái lỗ, tức là thất khiếu mình khi mới đầu không có khiếu nào hết, cái khiếu huyền quang bí ẩn nó thấm thẳng vào người luôn, giống như cái trái cây này chỉ cứ cuốn nó thấm năng lượng cho nó bự ra rồi. Còn người giống vậy, nhưng mà lại ra tay ra chân nó ra bảy cái lỗ mới là đem tai họa cho người. Nếu không có bảy cái lỗ thì như cái cây hiền lắm, có lỗ nào có ăn có gì hết, thì có vô thì nó phải trọng lại rồi nó mới ra, nó luôn cái gì vô nó phải giữ gì lại, thì giữ lại nó giết người là cái giữ lại, cái gì nữa không vô không ra là khỏe nhất, còn vô rồi chắc chắn phải giữ lại rồi mới ra. Giống như em là lấy nước tưới vô cái chậu bông, lát hồi rỉ nước thì cái chất gì nó giữ lại trên mới ra cái nước gì, nó giữ lại một chút, cái đó mới ghê. Mình giữ cái nào tinh túy, con người không giữ cái tinh túy đó. Cái tinh túy thường là không có thấy được, tức là cái bản chất là nó không thấy được, tức là cái tâm tánh của người như em đâu biết tánh em sao đó. Nhiều người không hiểu tâm liền là cái vô hình của cái cục thịt đó, cái tâm nó tới đâu nó không thấy, mà không ai luyện cái đó, luyện cái bên ngoài nè mình trai nè, cái bụng nó sao kìa. Còn mấy ông Phật không thấy xuyên, thấy trong bụng giống như cái hộp. Em để và hỏi cái gì cái ông Phật nó có cái biết không, còn em không thấy, em thấy họ không. Thì cái người thường là nó thấy này không à, còn mấy cái học ông luyện cao ông tìm ra coi trong đó là cái gì,
trong người nó là cái gì? Bây giờ nghe nhiều người ý là em không biết có đúng hay không, tại vì em cũng đi làm ở ngoài. Bữa giờ em thấy phong thủy rồi nó nổi lên nhiều, em không phải là xa vô cái đó. Mà em nghe nhiều người nói là có mắt âm dương. Không có. Bây giờ mình không có phê bình cái phong thủy với địa lý. Cái đó là một cái, nó là một cái, đó là một cái nghề thôi. Cái nghề nào cũng có cái nghề. Phong thủy là cái gì? Trong cái nhà em bây giờ thầy đang ngồi này cũng có phong thủy, tức là có gió thông, tiếng Hán là gió, có nước. Thì trong một cái địa hình nào, một cái chỗ nào, ví dụ em nhà ở đâu mà trong nhà phải có nước nhé, để uống nhé. Ví dụ giữa rừng có nước là không được, nghe không? Không thể là vậy. Có nước, có gió, không có một luồng gió nào chắc chết. Thì cuối cùng bác phong thủy là môi trường để cho mày sống tốt, vậy thôi. Cứ hiểu đại khái đó rồi hiểu sâu lên sau. Tức là chỗ khi con người ở đâu nước phải gần đó để uống. Rồi có gió tạt qua lại cho nên nó nóng, chứ mà nó không có gió hồi nó nóng tăng dần lên. Nhớ vậy, môi trường này ở đây không có gió là cái nắng nó sủi hồi nó nóng, nhưng mà gió nó đẩy nó qua để nó lại qua mát. Gió là khí, nó là khí. Tại vì gió là nó do khí tạo ra, gió là cái hiện tượng khí chuyển động. Còn khí đương nhiên là khí động, thành ra cái chữ gió chính là khí chuyển động. Khí không chuyển động là sự chết xảy ra. Thành ra ta nói nhúc nhích mới có sự sống. Cái gì mà đứng yên vậy nè? Nè, cái này là không phải là phong. Cái này không có phong ở trong. Vậy thôi, ta phải hiểu sâu về cái bản thể, cái câu nói của người ta, bản thể là. Người ta nói là tu về thì mở được con mắt thứ ba mắt. Thì thấy xuyên qua trong cái bên ngoài. Dù như một cái âm thanh nó nói ta biết nó muốn gì. Con mắt nó nhìn bởi vậy em cũng biết luôn, mà em còn thấp, ví dụ anh thấy cái thằng cấp vô mắt nó làm thấy biết liền, vô nhà cái mắt nó ngồi thấy liền à, cái mắt nó liền. Đó người nội con mắt thôi, tức là con mắt tao thấy con mắt mày, tức là tao tốt hơn mày tao mới thấy mày xấu, tức là em rờ đô la thật quen em mới biết rờ biết đô la giả. Đó cái nguyên tắc chỗ đó. Thì con mắt em mà càng hiền bao nhiêu cái thằng ác em tìm ra, thì em hiền tuyệt đối, em chỉ nhìn ra hết cái xấu xong. Đó Phật nó luyện vậy đó. Gì nữa? Mà khi mà hiền vậy là tao trải qua tất cả cái xấu rồi, chứ không phải là tưởng tượng. Tao tiếp xúc cái xấu hết rồi, thì nó tao thấy xuyên qua hết. Ví dụ người trên người có 3000 cái xấu thì biết hết gì, mắt tao xuyên tâm như vậy. Thành ra ông Phật ổng là lăn lộn dữ lắm, đi tất cả cái cổ từng cái ông ngó. Còn mình tu, ông Phật đầu tiên cũng đi từng nơi ông kiếm, ông nhìn. Bởi vì Phật thấy chết, bệnh, thấy không? Còn mình nó không để ý. Tại sao có chết, tại sao có già? Hồi trước mình ra đời mẹ có để ý đó không? Sao ông Phật để ý kỹ vậy? Rồi ông tất cả cái chết bệnh nào, tất cả cái già ra sao? Ông đi cả cuộc đời ông tìm, ông ra, cái tổng hợp ra một cái. Tổng hợp ra gì? Là cái tâm. Tâm của bệnh là cái gì? Thì nhìn nó biết bệnh gì. Bệnh này từ gan, từ ruột, hát, giống vậy. Tức là ông này rất là giỏi. Giỏi lắm mới nhìn được. Chứ không phải là tự nhiên con mắt nó có phép thần thông. Đó, nó hay chỗ đó. Sanh ra là nó biết liền. Cũng giống như hỏi tại sao ông giỏi thì không tin, tại sao con mình có năng khiếu. Học văn nó giỏi, học toán nó giỏi. Nên nó là giống vậy đó. Còn Phật là có năng khiếu sanh, thấy xuyên tâm. Người nhìn là ông thấy bên trong không, không thấy bên ngoài. Trời xanh là có sẵn, còn mình có. Tức là cái năng khiếu mình về tu dở hơn mấy cái ông đó. Còn năng khiếu về toán em giỏi, em năng khiếu làm ăn em giỏi hơn ông. Nhưng mà năng khiếu ông thua. Vậy thôi, nó phải hiểu đại khái vậy bắt đầu mới hiểu vấn đề Phật Chúa tiên là cái gì. Mấy ông đi ông thấy vô hình, còn mình thấy vô hình đâu. Còn người nhiều thấy cái thấy vô hình, không muốn thấy như thầy ấy. Ngồi đây là em thấy này thôi, còn ổng không có gì, không có gì, ổng luôn luôn căng thẳng vậy đó, trong này có cái gì. Cái người mà tu Phật nó vậy á, như này trong cái gì mà sao nó, người ta cái chậm cái cũng cái hộp có người ta cái giành giật vậy, tại trong có cái này không có đâu, phải là người ta biết có
Mà cha nó, người nó thấy một lần thằng nó cất này, thằng nó cũng danh dự này. Còn ông Phật không cần mở ra biết có gì. Rồi cái mức độ tụi bay danh dự tôi biết cái này là giá trị mấy triệu là biết. Thằng đó là nó, cái nhu cầu nó 3 triệu. Nó dựng ta là. Ông từ đó ông suy ra. Đó là ông Phật vậy, hay vậy. Thực cái đó là người ta hỏi tại sao nó hay vậy, nó không có đâu. Ông tu cả ngàn kiếp bây giờ cái đầu ông mới vậy. Chứ mà hôm nay có mấy tháng cũng giỏi như đâu. Thì con mình như vậy thì em thấy giống như em giỏi toán, tại sao vô lớp của thằng đó nó giỏi văn, nó ngồi nó không có ông thầy nào vậy, nó ngồi viết câu thơ, nó câu thơ hay thì hay, nó có ông thầy vậy nào. Nhất là nhà thơ đó, em thấy phải có ông nhà thơ giỏi vậy, nó đâu có nhiều thằng 3-4 tuổi viết rồi. Ai dạy nó đâu? Viết câu thơ ra thơ, đó là năng khiếu. Năng khiếu tức là tài năng kiếp trước, gọi là tu kiếp trước nó tồn lại kiếp này, nó thẳng vậy thôi. Bắt đầu hiểu là em không biết, không suy nghĩ đâu. Thì lúc đó em sẽ ăn cái tu kiếp bao nhiêu biết là tới đó. Ví dụ anh hiểu Phật pháp tới đó là biết tạo tới đó. Ví dụ trong Phật pháp nó có 4 loại, nhất lưu rồi nhất lai, có khi em mới nhất lưu. Bây giờ nó tái sinh là em nhất lưu, em loạn quạng dở em lùi lại. Còn em mà còn tu tự nhiên nó tỉnh ngộ thì em một cái lên cấp nữa, lên cấp 2, cấp 4. Còn không biết đó, đi lùi nhỉ. Thành ra cái kiếp người đó, có nhiều người đang vậy tự nhiên nó trớ ngược lại, nó đang kiếp vật chất nó chuyển qua thích tâm linh. Ngặt kiếp trước nó tới đó nó ra dấu mày tiếp đi, không có mình chui xuống đó con, cái tự nhiên nó tỉnh, nó theo Phật nó lên luôn, thì cái kiếp sau nó tiến lên mất. Thành ra tâm nó tu nhiều kiếp thành cái cấp cao, nhưng có nhiều cái kiếp đó nó bị cái vật chất mua chuộc quá, nó lui xuống. Thành ra nhiều người đó, cái thằng ác là sao, tại sao mà nó vẫn sống phê phai, tại kiếp trước nó quá trời có đức nhiều quá, bây giờ cái ác nó chưa lắp được, mà cái ác nó bắt đầu nó nhiều quá trời nhiều là nó ngã kiếp sau, nó thành thằng nghèo nhất xã hội. Sao biết kiếp này không thấy, nhiều người thắc mắc nó không thắc mắc được. Thành ra cái cuộc sống nó vậy. Thành ra khi mình học cái môn này nó thật ra chả lẽ mình nói chỉ tu không ai quá, tôi nói dạy tập cái gì cho khỏe. Nhưng mà khi người mà theo môn lầu này 20 năm lên mà nói thì cái môn này là môn tu đó, không biết. Môn này tu tức là những cái hành vi xấu thì nó gây ra bệnh, mà lạp bỏ hết là sao? Đó, hành vi cả vật chất, cả tư tưởng. Đó là cái tánh tình có năm cái tánh phải luyện là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của đạo giáo, tức là thương người phải có nghĩa, tức là trung thành, rồi lễ và lễ phép, trí hay có tính toán và uy tín người ta. Năm cái đó tự nhiên có là không có bệnh. Nguyên tắc của nó, mày luyện được cái năm cái đó là không có bệnh. Người nào mà không có năm tánh đó là, nếu mà không có tánh uy tín là cái người bao tử nó không có tốt. Rồi cái người mà không có thương người là gan không có tốt. Đó, trong đạo giáo vậy. Thế chưa nói với Phật á. Thì Phật ra thì nó nói chung chung là, còn đạo giáo nó cái gì trong người mà nó cho mày tánh xấu. Hay vậy thì cái đó em phải có kinh dịch coi nó sanh ra ngày tháng năm, coi ra nó biết, anh coi cho nó ngày sanh thì coi dùng cho nó sanh ngày mấy tháng mấy thì em thầy sẽ biết tại sao nó bị cái đó, nó sanh là ngày mấy tháng mấy, nó sinh ngày mấy tháng mấy vậy? 2021. Bây giờ thầy nói thì em không, đừng có cái tin lời thầy, cứ nghe và kiểm chứng nha. 2021 là nó tân gì đây? Tân Sửu. 4. Rồi. Sửu là có 2012 8 7 14 4, 6, 7, 2, 8, 9, 10 có số kỳ. Đây là 2021. Sau Tân Sửu rồi. Bây giờ ha, theo đạo giáo cái này, theo đạo giáo, theo Phật giáo, thằng này sanh ra là Tân Sửu, phải không?
Tân Sửu, cái gốc đó có ba cái yếu trong người, đó là cái bộ tử là một, cái phổi là hai, cái ba là tim. Đó là ba cái gốc nó sanh ra, nó yếu thẳng ba cái đó. Đạo giáo nó coi ra, thành ra khi vô đạo giáo nó biết cái người giống như là trong đạo giáo nó hay hơn Phật giáo, là mày sanh giống như mày rười ra xưởng là cái xe mày bị gì tao biết, là tao sản xuất ra mà. Tức là em thấy cái xe Honda ra thì không có xe nào tốt hết á. Điện thoại cũng vậy, thế nó gọi là bảo hành vậy. Tôi đem nó có chuyện mua vậy, thư liền để bảo hành cái khác, nhưng mà phải nó phải bán. Rồi nó trở về nó thay, chứ giờ mà thay nữa thì chừng nào mới bán. Vừa ra thấy hư cứ bán đi, rồi lúc nó người ta nhận được tiền nó đem về ta sửa chắc ăn. Thì người con người cứ giống như cái sản xuất một cái xưởng vậy thôi. Bây giờ trời nó sanh ra, lỡ em có cái đề phô gì đó, cho nó chết hả khỉ, cho nó xài luôn. Rồi lúc nó bảo dưỡng bảo trì là tiên đạo, ông thấy ông chỉ chữa liền. Còn người không biết tiên đạo kệ mẹ mày luôn, đó là về tiên đạo. Còn về Phật đạo là thằng này vừa ra có kiếp tu là tu luôn, ăn chay luôn. Đó là cái đó là nó, như hồi nãy này em nói là cái năng khiếu nó gốc trong Phật giáo là có cái năng khiếu về tu hành, còn cái trong đạo giáo nó sanh ra là nó có cái đó sẵn, làm sao tránh khỏi. Giống như cái cờ tướng nè, nào thằng nào là con chốt, làm sao là con chốt, chứ làm sao nhảy qua con mã được. Thì em sanh là mày con chốt, thì con trong xã hội nó có năm loại người, có năm loại người thôi nha. Ngủ kim mộc thủy hỏa thổ trong hết rồi. Lý do tại sao có năm người, tại cơ thể con người có 12 tạng phủ thì không thể nào có cái đặc tính khác nữa. Con người nó có những, nó do cái cấu trúc cơ thể nó tạo thành 12 tạng phủ, thì nó tạo ra thì con người nó chỉ có 12 cái tánh xấu thôi. Còn tánh xấu nó có ABCD, nó ra hàng triệu cái tánh xấu khác, thì nó tổng hợp hết nó ra loại con người em loại gì đó. Thì nó đẻ ra thì con em là em phải lo cho nó là cái gì nãy nói rồi đâu. Đó, hồi nãy khi thầy coi cái dịp số của nó, thì hồi nãy nói nó là dạ dày, phổi và tim. Thì tất cả những hiện tượng mà bệnh liên quan nó sẽ trổ ra, mà nó hay nó trổ từ bé em thấy. Cái dạ dày, rồi nãy là phổi, phổi nãy em nói nó bị gì đó, nghiến răng, phổi. Phổi bây giờ em làm sao cho khỏe phổi hết đi. Tức là về ăn uống em kiếm cái gì mà có màu trắng cho nó ăn, đường phèn đồ mấy cái dưới là cái gì mà phổi của bò, phổi đó lá lách đó, trắng này nó ăn hết rồi. Nó đơn giản mẹ vậy đó. Rồi thứ hai là khi nó bị vậy là em ngủ em mở đèn trắng là hết nghiến rồi. Mở đèn trắng trong phòng, nó đang ngủ mở đèn không được tắt, hết nghiến liền. Màu trắng là thuộc kim là phổi. Hay lắm anh. Cái thầy đang nói thì trong cái ngành của đạo giáo phong thủy đó. Thủy mẹ. Phong thủy tức là sao, là người ta coi cái bản thể của thằng bé đó, nó muốn sống cho nó tốt thì cái điều kiện là nếu con rắn thì nó mới sống sao, con cá thì sao, đúng cái môi trường hết nó bình thường lại liền. Thì thằng bé này nó đang yếu về cái phổi, thì em ngủ thứ nhất luôn mặc áo thùng, không bao giờ cho nó trần, giữ ấm cái ngực phổi, trong phòng không có bất kỳ một cái bụi bặm nào có là nó nghiến. Em bữa nào mà phòng không có bụi bặm hết liền, cái phổi nó nhạy lắm thằng bé này. Nó nhảy lắm, hơi ảnh chơi ảnh thì cái phổi nó là nó đang yếu, nó hơi có chút, người thường không sao, ảnh có ảnh. Thành ra em thử thay đổi coi nó bớt không, nếu nó bớt là trúng. Đó là cái phổi và cái dạ dày nó, rồi cái tim là em coi cái nhịp tim nó phải luôn, đừng để nhịp cái nhịp tim nó phải đều, và ăn uống đó, hỏi nó có ăn ngon, nếu mà nó ăn ngon hết luôn, nó hết cái kia luôn. Tức là nhiều lúc người mẹ nó cho mình nghĩ ngon mà con nó muốn ngon. Nhiều người mẹ nó ha, nó gặp bên kia nó nói mua này cho con, nó ăn trái mận thôi, mẹ đi mua nho, mẹ tưởng ngon hơn nó đang cần chất kia. Thế nó nhiều người mẹ nó là
mày nghĩ cho mày chứ mày nghĩ con mày, cái miệng của con mình nó phải miệng của mình. Dạ. Đừng nghĩ là cái tiền mình nhiều không thấy nó tội mua cái này có 2.000 bạc, cái kia 1.000.000 mấy mua xịn hơn, đâu có cái chất để răng cạnh. Thành ra em phải theo nó là chính, nó thích ăn thì cho nó ăn cái đó, nhưng mà tránh hóa chất. Ví dụ cái chất nó hóa chất thì mua cái không hóa chất cho nó rồi cho nó ăn, còn chứ không phải bây giờ nó đòi ăn kem không cho nó ăn. Mà thôi con đừng ăn, cái này hại lắm, không người đang cân đâu biết, mà ăn vừa đủ thôi. Tức là theo nguyên tắc ăn ngon là 80% thèm thôi, cái mức độ còn thèm ngưng vậy thôi. Đó là về cái dạ dày. Tức là con thằng bé là có ba cái yếu tố đánh vào nó, và tim nó đừng để nó buồn, nó dính về tình cảm nặng lắm thằng bé này, nên quát chút xíu là nó ngồi im đang đen đó là tối nó nghiến liền. Nó cái tim nó là dính với tình cảm. Em mà thương nó nhiều tối nó hết nghiến, mẹ để bữa nào chữ tối nó nghiến rồng rồng. Thằng bé nó có ba cái yếu tố là em phải quan tâm để nó thay đổi cái bản, cái sự sống nó là cái tim, cái dạ dày và cái phổi. Tức là em làm sao cái phổi nó khỏe, cái dạ dày nó khỏe, cái tim nó khỏe, hiện tượng biến mất hết này ta không cần biết. Tại vì mình nói toẹt ra, nó là con rắn phải có môi trường con rắn, nó con cá phải có nước, con gà phải có chuồng gà ở nó mới hạt, con gà mà thấy chuồng chó sao mà sống. Thì mình nó là em sống cho em, thì nó cái môi trường nó sao, nó không giống mình đâu. Nhiều lúc em làm vậy là em ngủ sướng, nhưng nó không ngủ sướng sao? Ví dụ em làm vậy là em nói là em mát, thì nó lại lạnh quá thì nó bệnh. Thành ra phải cái đó nó là không biết nói mới chết. Thành ra mình khi mình hiểu nó là cái cấu trúc nó là cái dạng đó, thì em bây giờ làm sao trước khi ngủ nó ăn ngon chút, khi ngủ nó vui vẻ. Tức là trước khi ngủ đừng có chửi bới nè, giờ con phải coi phim coi nhạc thì thoải mái rồi lát hồi im. Nó có giận nó thì để mai chửi, đừng trước khi ngủ chửi nó là hết. Là cái tim, tại cái thằng này nó nhạy về tim, là tình cảm nhạy chút xíu, nói một cái là nó âm tin rồi về. Em bữa nào em vui cái mặt nó khác, em thấy cái tình cảm của em nó thay đổi, nó thay đổi ngay. Còn mấy người khác tỉnh mơ, thằng này nó đã thay đổi, cái đứa này nó sẽ thay đổi theo cái tình cảm của xung quanh tác động nó. Nó nghĩ tức là giống như là giận ngầm trong tức quá rồi. Nó không nói ra, nó nghĩ tức là giận á. Mà thấy mà nhé, mấy con thú nó nghiến răng là giận á, nó giận ngầm mà nó không nói ra. Thành ra nó là sống bởi cái tâm, khi nó chuyển qua tâm, chuyển qua tim, thì cái đó mình đoán giờ em về xử lý mà nó hết rồi gây chấp. Nhưng mà cái này thầy theo đạo giáo, cái này gọi là tử vi, thầy đang coi số học tử vi cho nó, rồi coi phong thủy cho nó, là cái môi trường sinh sống. Phong thủy là môi trường sinh sống của một đối tác khi quan sát. Thì phong thủy dù của em là con chó, thì cái thằng phong thủy nó phải bố trí cái nhà em giống con cho ngựa chó sóc, thì nó bị bố trí cái này bố kia là nó ý vậy. Nó hay lắm. Ví dụ giờ có nhiều người để cái hình nó không thích, mình để cái hình nó thích, nó kỳ lắm. Thì nó là con chó thì nó thích trong nhà nó có cái gì, con mèo thì cái đó là phong thủy. Còn địa lý là chôn ở đâu, con chó phải chôn khác con mèo chứ. Con voi mày chôn cái lỗ chút xíu rồi chôn gì. Nói hiểu đó là địa lý, là cái chôn phải loại nào ra lại nó lại nấy. Còn ở thì phong thủy là ở trên, còn địa lý là ở dưới đất. Thành ra cái đó phải hiểu sơ sơ để coi. Khi nữa em học cái môn này học lâu, thầy cũng dạy em coi cái đó luôn, dạy cả phong thủy cả địa lý luôn, cả tử vi luôn, em coi cho con em luôn. Trong này có mấy cô học 3-4 năm về coi cho ông chồng con luôn, coi giờ sáng nay mấy giờ nó đi không bị tai nạn luôn, coi được hết. Khi mình học về tiên đạo là nó chỉ hết, tức là giờ nào là hợp. Ví dụ con rắn là mấy giờ nó mới được ra khỏi hang, con cọp mấy giờ ha, thì nó coi ra hết. Thì khi em học về khí công, không phải là chỉ quơ quơ gì không đâu, coi phong thủy này, coi địa lý này, coi tử vi này, coi giờ sắp ra khỏi nhà, rồi coi tất cả những cái mua cái nhà nào cho nó hợp với cái tuổi em, cái nhà đang ở không hợp cái bán đi rồi kiếm pháp mà ở. Có nhiều người bán 6 lần mới có cái nhà mới làm ăn được, không thôi nếu tùm lum. Cái đó là cái việc mình phải tự coi, còn hay bị tự coi thì bị nó, nếu em biết chút chút á thì nó xạo em có được đại khái vậy, không biết nói gì nghe nó là chết. Đúng rồi, học cái công rồi thằng nó lặng quạnh chứ không biết, còn em học nó nói gì nghe nấy, chứ không phải là mình không ngu gì. Anh phải tìm hiểu cho nó, thì trong ngành khí công là môn
huyền học, tức là cái gì vô hình là phải vô huyền học mới có. Bùa chú là một nè, bói toán là hai nè, khí công là ba nè, tu Phật tu đêm là huyền học hết, là cái gì vô hình không nè. Thì mới vô ngành nó chỉ hết, thì em phải vô học đó. Nên thầy nói sơ về cái môn khí công và môn huyền học, thì năng khí công trong đó đủ hết để ông học. Em học ít, có đứa học có 3 tháng chỉ nó làm cái gì, nó học hết cái này thì giờ nó học qua kinh dịch chứ, phải chỉ cho em kinh dịch, không sợ dạy luôn đông y, tức là cái kinh dịch trong người và kinh dịch trong cái nhà là cái phong thủy của cái nhà, kinh dịch của cơ thể là khí công, kinh dịch của xã hội là tiên đoán tai nạn tai này tai kia ra, là cái dùng cái kinh dịch áp dụng vô thôi. Còn em đang học, thầy lấy kinh dịch áp dụng cái cơ thể em đó, đó có thể là nhân học. Ở khi, nhưng mà khi mà học lên cao, bắt đầu muốn cái nhân mình, cái nhân khí mình mạnh thì nó phải phù hợp đó, lúc nào tự nhiên nó đòi học cái gì, lúc đó chưa tới, học tới thì bắt buộc nó học. Tại vì ví dụ giờ em có nhân khí tốt, ở trong cái nhà mà nó không cái không khí không tốt là em cũng bệnh, tập cái công kệ mày, chứ mà cái chui vô cái chuồng đó mà nó đủ thứ chất độc thì mày cũng bị. Thì là khi học rồi mới sửa lại cái chuồng, sửa xong thì nó học lâu mới tới. Hôm nay là học tới cái bài đó, là nói sơ tụi vì cái môn khí công là ghê lắm. Nhiều người không có được môn khí công, tại vì em qua đời đi học kinh dịch, học coi bói toán, học phong thủy, thì có thứ này hết tất cả, học trong đây học hết tất cả, nó tổng quát hết tất cả. Khí mà, khí đất, phong thủy là khí trong nhà, khí con người là khí, là nhân khí, thiên khí là phong thủy, địa khí là chôn cất. Có ba cái khí, trong ba cái khí mạnh nhất của vũ trụ hiện nay là thiên khí, địa khí và nhân khí. Em đang học là tập nhân khí, nhưng mà trong ba cái đó nhân khí quyết định tất cả. Em mà đạo đức tốt không cần phong thủy, không cần chôn. Phật bây giờ hỏi Phật chết chôn đâu? Khỉ. Phật ở nhà nào cho nó khá? Khỉ. Cái con người mình đạo đức tốt không còn mấy cái gì, trở về số không. Thành ra cuối cùng cái người khôn học, mấy người phong thủy muốn giỏi, muốn coi bói giỏi mới học nhân khí trước. Tại con người quyết định hết. Thành ra em đi đúng được, em luyện cái này xong nữa em muốn đi làm đi. Thành ra có sức khỏe có tất cả là vậy. Cái ý nó mở rộng ra. Cái bài hôm trước là em tập cái bài, cái bữa đó là ba bài chân phải không? Rồi ba cái tay là sống sắn vậy thôi. Hôm nay học thêm là khoảng chừng 9 cái khớp. Khớp người ta có 9 khớp. Cổ tay là 1, cùi chỏ 2, nắp 3, chân là cổ chân, gối và háng. Trong con người quan trọng nhất là cái cổ tay và cái cùi chỏ, chứ không phải là cái này. Cái chân á là cái cổ chân và cái gối. Khi con người yếu là hai cái đó yếu trước, chứ không phải là cái háng đâu. Nhiều người không biết đâu. Thấy không? Nhiều lắm. Sao cái gối yếu lên? Em lên lầu không biết liền. Nó đau đâu? Chứ không có đau hả? Thành ra trong người nó hay lắm nha. Hai cái chỗ đây nó gọi là năm cái trước khi mà con người khỏe không, cái đầu ngoài là phải cái tức gì, tức là vùng ven, vùng xa. Vùng... Nhưng mà mình đau cổ tay là mình bị vấn đề gì? Hả? Cổ tay mình mà đau là mình đang thiếu nó. Cổ tay đau là cái này nó dính tới trong kinh dịch. Kinh dịch nó chia con người là 6 khu. Cái cổ tay á là dính lấy cái thắt lưng, dính tới cái gót chân. Cái cổ tay mà dính thắt lưng là khu thận, thận yếu cổ tay đau, gót đau. À, nhiều em không biết, nó phân cơ thể người nó chia làm 6 khúc. Chia làm mà đau cổ tay là thận yếu hết. Dính tới thận hết, dính tới thắt lưng. Đó, nhiều người không có kể gì, cái này em mới học về xong, học sâu vô cái đó gọi là quẻ của thân thể. Thân thể nó chia làm 6 lớp. Mỗi lớp là một cái âm dương, một cái âm dương, nó có 6 lớp âm dương. Thành ra cái cổ tay mình á thì nó dính tới cái thắt lưng, nó dính tới cái gót. Thấy không? Còn cái đầu thì nó dính tới đầu ngón tay. Nó gọi là tương ứng. Bàn tay cũng chia là 6 mức khác nhau. Chân của bàn chân chia 6 khác nhau, cái thân cũng chia 6 nhau, và cứ so sánh ứng là nó chỗ nào nó đi giống nhau là nó bị chỗ đó hết. Tức là khi mà cái thắt lưng nó bị thì nó trổ bệnh ở cổ tay và cái gót chân lên.
thành ra người bị gai quá chân chữa thận phép này hay lắm. Còn em không hiểu không tìm ra, cũng giống như cái điện thoại bây giờ bấm về mà không điện thoại là cái bị gì đó. Đó, có chứ đâu phải muốn điện thoại không được sao bấm kia điện thoại. Cái đó là trong nghề thì cái đó dần dần học tới, thì nói sơ cho em là vậy. Thì hôm nay mình học cái khớp, cái khớp tại sao nó quan trọng. Bây giờ em tưởng tượng hai cái thanh, hai cái cây này nè, em lấy dây em cột sao cho thẳng tôi, lấy hai sợi dây thôi em cột sao đó mình cầm hai sợi dây bị kéo cái nó đứng như vậy, mình trong cái ngón tay mình sao đứng như vậy. Mà cái khớp giữa nó không cứng nhắc, hai cục xương nó rời rõ ràng mà nó duỗi thẳng mà nó không có cái gì ở giữa, mà ở giữa là cái miếng nhựa mà sao nó mạnh như vậy nè. Em lấy miếng nhựa dán cái này sao nó đứng như vậy, dùng thầy coi nè, thả nó hơi đứng như vậy. Thì cái miếng nhựa là cái gì? Khớp. Cái khớp nó quyết định tất cả cái cục cửa con người. Nó người già cái khớp bị không? Nó nhức nhức, nó đau đau mà co lại không có được. Nó có tới đây nè, người già tới vậy không à? Em biểu bà già em có đây nè, không bao giờ được già. Khớp bị người già mà cái co lại không có hình chữ vạn. Chữ vạn trong Phật đó là tu kép ghê lắm. Có cái bởi vậy nói tướng Phật á, cái ngón tay là có tướng Phật là hình chữ vạn này. Ấn xuống không có đau, ấn xuống trên này sát vô cái chân không có đau, từng ngón coi nè, nó không phải hình chữ vạn, cái này hình bình thành thôi à, hình vạn hình vuông, nó chưa có vuông đó, như đó là mức coi ra mức tu hành rồi đó, hay lắm. Cái này là coi theo Phật đạo, coi bằng tay theo Phật đạo là cái tướng của Phật là ngón tay nó hình chữ vạn. Mà hình chữ vạn ổng bẻ lên là nó hình chữ vạn vuông nhỉ, bẻ vô không có đâu, mình bẻ vô đâu là mức tu không có, tự nhiên nó vậy ha, chứ không cần luyện tập nó có hay nè. Người thường người mà nè nó vuông, còn người để ấn dấu nó sao đâu rồi thì tôi thua em để nha. Đó là năm cái, mà năm cái nó dính tới năm tạng. Cái ngón này mà vuông á thì ở trong tốt cái gì, ngón này mà vuông thì tốt cái gì, nếu không vuông thì bệnh gì. Ngón này đó là coi phơi Phật đạo. Cái ngón tay nữa hình chữ vạn, về con em thấy nó mới đầu như vậy, nó lớn dần nó hình bình hành, em giữ luôn hình vuông khỏe, rất đơn giản. Nhưng mà không biết cái đó là ngũ cầm thí của Hòa Đà, nó phải hình vuông nè, cái góc này không vuông 90 độ cho này nè. Mà ấn xuống coi nó đau. Nếu mà không đau là cái ngón nó khỏe, cái đường kinh mạch nó khỏe, nó ấn vô ấy này, ấn vô cái đó nè, nhúm eo, nhúm eo nè đó, tạm ổn đó, thì nó đang khỏe, đang khỏe. Nhưng 70 với thầy là sao được, khủng khiếp không? Thấy không, nó muốn khả năng là nó có tu, đây là tu thân và tu thần. Tu thân là cái luyện thể xác để không bao giờ nó bị bệnh, thì nó mềm dẻo như Phật, thì nó có tướng Phật rồi. Thành ra tao nói khi mà người mà luyện thân xác mà thành đạo thì mặt nó đẹp, nó đẹp không phải là cái kiểu mà dâm loạn, mặt nó đẹp kỳ lắm, nữ cũng vậy luôn, đẹp theo kiểu Phật á. Còn cái Phật, cái đẹp theo kiểu cái con người bình thường là nhan sắc với tài năng, cái đó là con người còn đẹp trên một cấp nữa, là nó đẹp nhìn thấy nó lương thiện lắm, mình gặp cái mình muốn cúi đầu vai nó, cái đẹp nó kỳ lắm. Cái đó cái tướng là tướng Phật á, mà cái tướng Phật khó nói lắm. Tại sao cái người Phật Bà nhìn cái mặt nó đâu có giống như mấy con hoa hậu, nó vẫn có đẹp lắm. Kỳ lắm, nhìn vô mình thấy phục, không có một cái tâm xấu gì trong người nó hiện ra, nhìn cái hình nó tự nhiên không có, còn nhìn cái kia nó dĩ bậy bạ luôn. Thầy cái người nào mà em nhìn vô nó mà có tạp niệm nhiều, nó không có đức. Nhìn vô nó tự nhiên có cái tạp niệm nghĩ bậy bạ không, là không có đức. Nguyên tắc thứ nhất, em phải nhìn vô tự nhiên mình thấy không có lo lắng, nhìn ngồi nó an toàn vô cùng rồi đó. Người vậy là mình thích lắm. Đi nữa, bây giờ lên xe, em đi xe đòi từ xa mà ngồi với người mà có cái mặt đó, tự nhiên ngồi có xe có đụng xuống rớt xuống hố em cũng vẫn sống thắng hố đó. Trời ghê lắm, nhưng mà không có hiểu đâu. Khi á em thấy nhiều cái xe nó lao xuống vực thẳm, cái người không chết, cái người cạnh nó cũng không chết, mà chết hết cả xe. Tỉnh mơ, có thằng bé mà máy bay nó rớt xuống, thằng bé văng nó vẫn sống không. Cái đó là cái gì, nó đâu phải hiểu tâm linh là cái gì, hay lắm.
lúc đó ông tới coi những cái tướng phận nó có lên cái xác đó, người trung nghề biết liền, lật là coi, lật cái thằng mà nó té cái mặt nó khác, mặt nó tối lắm à, nó ờ nhá cười thấy con mấy anh kia khi mà bị tai nạn mặt vẫn còn lo lắng, cái thằng kia có cái gì vậy, cái gì chung lắm. Giống như cái bữa mà tình hình mà bị virus con đánh nhau, cái thằng cha ủa sao mày bị, nó tính mơ à, có thằng kia nằm gần chết à, nó cùng trong nhà. Ủa sao mày bị vậy, tao bị dính rồi sắp chết rồi, nó sao vậy. Cái tâm được đó, rõ ràng cái thằng nó có cái gì đó, bắt đầu sẽ thấy là cái tâm linh nó ghê. Thì cái bài mình đang là cái khớp, cái khớp á phải mềm, mà càng mềm càng cứng càng mạnh, vậy mới kỳ. Mềm, mềm tức là sao, luôn vẽ được hình số 8 nè, nhớ số 8 là chữ bát, bát là bát quái, 8 cái phương tạo sức khỏe mà đạo giáo tìm ra. Em thấy thầy vẽ toàn là hình số 8, mà thấy cái vòng tròn hình số 8 không, nó đi ha, kéo qua cho là rồi. Em thấy mấy thằng mà lái xe hơi cũng lái hình số 8 không? Mà lái số 8 là lái giỏi, cái gì mà đạt đỉnh đều số 8. Cái tay mình nè nó làm được nó tròn nè, thấy không? Không, số 9 là cái dương, cái mềm là số 8. À, 9 là dương, là cái cứng, cái cứng là số 9, vàng 4 số 9. Thì nó quay đầu vào thành số 8. Trong đời có hai cái mạnh, một là nam, hai là nữ, chứ làm sao có nam không. Nam là số 9, còn nữ là số 8. Nữ là dẻo, không tập nó cũng dẻo à, còn nam không tập nó cũng cứng à. Em biểu nó làm mềm nó làm được, nó cục bịch lắm, giờ biểu lật đâu nó giặt chứ chán chết mẹ luôn, nó giặt mẹ nè. Còn đàn bà tích còn ông bạc. Khớp là cái nối giữa, ở giữa hai cái gì mà ở trong, ở giữa không có mẹ gì hết là khớp nè, ở giữa không có mẹ gì hết, cái gì nữa nè, ở giữa này cũng có khớp nè, khớp hai cái, tức là giữa hai cái xương có cái gì á, có cái gì trắng trắng á, liền cái trắng trắng đó là vào, tức là trong trong ở trong cơ thể là đó là cái lò xo, nó như cái lò xo thì luyện cái đó. Thì ba cái mạch chính là cái đây, còn cái đây là còn những cái mạch phụ là luyện cao hơn là mạch phụ nè. Ngón tay là cao nhất, bởi vì khi công một ngày đầu tiên nó luyện cái mạch chính, tức là con sông cho thông sông trước, còn cái lách mấy cái lạch đâu là cao nhất. Thành ra khi công mới đầu em chỉ học là cái khớp, vì sao tới khớp con là ngũ cầm khí mới tới khớp con, tiết tẩy tủy kinh mới thất khớp con, tức là học năm thứ hai trở lên nó luyện cho mấy khớp nhỏ này. Tức là đầu tiên là khi luyện người ta luyện cái thân trước, xong bắt đầu luyện cái rễ là sau ghê nhất, xong luyện cái trá, tức là đi sâu vào. Còn mình em mới đầu tập cái khớp. Thì khớp này á thì nó có bài tập như thế nào, bắt đầu tập một bài nó gọi là chính khớp. Mà khớp đây là nó rỗng, nhưng mà cái khớp lưng á nó có ba cái tổng khớp lưng, có nguyên cái khớp lưng nó có 5 cái xương, tức là 5 cái khớp con. Còn cái ngực nó có 12 cái khớp con, là khớp ngực, tức là ưỡn ngực. Em muốn ưỡn cái ngực thôi 12 cái xương ngực nó mới uống được, chứ không phải một xương. Còn cái lưng phải 4 cái miếng khớp nó mới uống được cái lưng, chứ không phải cuốn cả hết nè, 1 2 3 4 nó có cụp. Còn cái này có 1 cái này hết. Còn cái xương sống lưng nó có 5 cái, 4 cái miếng nhựa là 4 cái đĩa đệm, 4 cái đĩa đệm mà ngực 12 cái xương mà có 11 đĩa đệm, tại 12 cái khúc ở giữa có 11 miếng nhựa thôi. Còn cái cổ là có 7 cái khớp, có 6 đĩa đệm nè, 1 2 ở giữa nó có cái miếng nhựa đó không, đó, đó. Miếng này là đĩa đệm đó. Đĩa đệm ở đây là ở dưới lưng nó dày gấp 3 lần cái cổ, còn cái ngực nó gấp 2, cái cổ là 1:1, cổ 1 phân, thì cái ngực của em 2 phân, cái lưng có 3 phân, thì cái địa điểm nó lớn lắm. Đó là cái ở dưới này, ở dưới đó, nó thần kinh tọa đấy nè, đấy nó có hình đấy nè, thần kinh tọa này nó nằm chỗ này nè, đây nè,
đó là phải coi cái sơ đồ của cái chân. Khi nào mà học vô sâu đã nói sơ rồi, cái cuộc sống nó dính tới tất. Khi mà em hiểu sâu rồi đó, bởi vì hôm nay là học cái khớp chính đó, nữa em học từng một cái khớp nó đau chỗ nào trên chân nó tới cái khớp chân nè. Giống như bây giờ em đau cái chỗ nguyên cái bề này ha, nó dài như cái đùi này, là em bốn. Cục u đó là cái bú thôi. Không có bú, có nghĩa là em vận động mà nhiều, vận động mạnh. Là giống như ở đây nó không có gì á, nó có cái cục giống như nó căng cơ lên vậy đó. Nó có một cục. Không có. Bây giờ em tập khí công mấy cái nó mềm này hết. Nó không phải là bệnh đâu. Tại vì khi mà em đi sâu này học lâu lắm, bây giờ là em có cái từ mỗi ngày các em, mỗi lần ngày các em nhát nhát đầu cho thêm, chứ nhát một lúc nào hôm nay ngồi tới mai chứ hết. Bây giờ là học cái cốc tay nè, cốc tay rồi cái gối với cái háng với cái cổ chân. Thì hôm nay tập cách nào ba cái khúc nữa, là khúc lưng, khúc ngực, khúc cổ. Mà khúc ngực thì nó có 11 khúc con, lưng có 5 khúc con, cổ có 7, 6 khúc con. Thì bây giờ cách tập như vậy nè, chỉ luôn.